và cả chung toàn vùng San Diego. Hôm nay là một buổi cho 14 quý tử nguyện và các chùa ở San Diego tới đây để cùng chào mừng đại lễ Phật đản. Respectful greeting to the noble Sangha. Dear distinguished guests, government rep. Kế bên khu vườn tái hiện Lâm Tỳ Ni đó là bức tranh giới thiệu về cuộc đời của Đức Phật từ nhỏ cho đến lớn, có thể đọc. Trong khuôn viên của Phật đản thì các chủ tham dự cũng còn dành một vài khoảng thời gian và công sức để đóng góp cho quý vị. Những món ăn cháy rất là ngon. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một vài thực phẩm. Đây có điểm nhấn của tất cả những đồng tu, những món ăn ngon. Đầu tiên bên trong là chùa Phật Đản. Có rất là nhiều Namo Sakya Muni Buddha. Thank you all. Đây là chùa Phật Đà. Có những món ăn thuần Việt và rất là đặc trưng. Chúng con xin được cảm ơn Việt Nam đã được vẫn còn gìn giữ ở trên đất Mỹ này đây ạ. Bánh chư tôn đức như tất cả chư vị đạo hữu Phật tử. Bánh mì bạc, chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa tất cả quý đạo hữu. Đồ chay, quý vị nào dùng chay có thể tới đây mua để mình ăn trong gia đình. Đây là chùa Viên Quang, chùa Viên Quang thuộc vùng San Diego. Chùa Viên Quang thuộc vùng San Marcos. Cũng có giới thiệu rất là nhiều món ăn đặc sắc. Tiếp theo là Như Lai Thiền Tử. Chùa Như Lai Thiền Tử là chùa Quan Thế Âm. Các chị chăm chú các món ăn rất là đẹp. Đây này, ăn xôi à? Cân chua, xôi. Tiếp theo là Tu Viện Pháp Vương. Tu Viện Pháp Vương có bán nước uống. Ngoài ra còn có những món hàng lưu niệm rất là đặc sắc. Đồ ăn trưa. Đây là toàn cảnh của